Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Giáo sư Sáng chế. Với sáng chế đầu tiên trong ngày hôm nay, chúng ta sẽ cần phải hỏi mượn cái nắp của chai nước này. Tạm thời thì chưa cần dùng để em nó đâu, nên là ta cất tạm sang một bên và kiếm lấy một hộp diêm còn đầy ắp nhá. Đổ hết diêm ra khỏi vỏ hộp rồi lấy que nào mà bạn thích nhất. Miễn là que đó phải có đầu diêm đầy đủ nhá. Thực ra là mình cần 12 que như thế. Bắt đầu dùng kìm cắt đôi các que diêm ra. Để mình tăng tốc độ video lên cho các bạn xem đỡ chán nhá. Tháo cái bóng đèn trang trí trên cây thông đen của các bạn đi trước khi cất nó vào kho nhé. Tiến hành đập vỡ phần vỏ bóng đèn bằng bất cứ dụng cụ cứng nào mà bạn có. Khi phần dây tóc đã lộ ra rồi thì hãy để nó nghỉ ngơi một chút trong khi làm việc với cái nắp chai vừa nãy đã nhé. Thích keo lên viền lỗ để có thể gắn phần còn lại của cái bóng đèn Giáng sinh lên đây. Chúng ta cố định cả hai bộ phận bằng thật nhiều keo dính. Rồi ạ. Đổ chỗ đầu que diêm mình cắt lúc nãy vào bên trong nắp chai. Kiếm một cuộn băng dính, tốt nhất là cái loại mà các bạn hay dùng để dán miệng thằng em trai lúc lắm lời ấy. Rồi lấy một miếng cắt ra, sau đó tiếp tục cắt nó làm 3 phần nữa nhỏ hơn. Mình sẽ dùng chúng để dán chỗ đựng đầu que diêm lại. Trong lúc đó các bạn hãy kể cho mình nghe xem Tết vừa rồi các bạn đã làm những gì đi. Năm nào mình cũng đi chơi với bạn bè sau khi ăn tối với gia đình. Những năm nay mình phải hoãn tất cả mọi thứ lại vì dịch bệnh. Kỳ nghỉ Tết chỗ các bạn thì sao? Các bạn nào được đón Tết trọn vẹn hơn mình không? Sau khi chúng ta đã gói kín cái nắp lại như xác ướp Ai Cập rồi thì kiếm cho mình một cuộn dây điện và tách hai phần dây ra để bóc trần một đoạn dễ dàng thực hiện các mối nối hơn nhé. Cắt một đoạn bằng dính cách nhiệt và bọc tất cả các mối nối lại để tránh hiện tượng ngắn mạch. Sau khi mối nối đầu tiên đã sẵn sàng, chúng ta sẽ tiến hành làm tương tự với đầu kia của cuộn dây. Nhưng lần này ta sẽ nối nó với một công tắc giống loại mà các bạn nhìn thấy trên màn hình này nhé. Chỉ nối công tắc với sợi dây màu đen thôi nhé, vì sợi dây màu đỏ sẽ nối với cái nắp pin quen thuộc của chúng ta. Nối sợi dây màu đen với công tắc và hai sợi đỏ với nhau. Kiếm một cục pin 9V mà thấy có bạn nào bàn ở vài chỗ người ta bán nó với giá khá đắt phải không nhỉ? Tiếc thật. Gắn nắp pin lên để cung cấp dòng điện cho thiết bị báo tín hiệu bằng khói của chúng ta. Dán cục pin với công tắc lại với nhau để có thể hoàn thành hệ thống điện. Khi chúng ta nhấn nút thì chỉ sau vài giây là khói sẽ bắt đầu bay lên. Nhưng chúng ta không chỉ làm ra máy báo tín hiệu bằng khói đâu nha. Các bạn có thấy cái phong trào tiết lộ giới tính thai nhi đang rộ lên không? Chúng ta sẽ làm điều tương tự với mấy trái bóng khổng lồ này. Bằng cách này họ sẽ biết được giới tính của nạn nhân đang cần giúp đỡ. Mình thấy việc này hơi bị hữu ích luôn đấy. Cố định phần nối giữa sợi bấc của viên pháo khói với nắp chứa đầu diêm, rồi giả vờ lạc trong một khu rừng hoặc một con đường vắng vẻ nào đó để thí nghiệm với sáng chế mới này nhé. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, trái bóng nhỏ sẽ được kích hoạt và đám khói màu sẽ bắt đầu xuất hiện. Hoàn hảo chưa Liêu ạ. Vậy là chúng ta có thể ra tín hiệu cho ai đó biết rằng chúng ta đang ở đây đúng không? Ý cậu là gì? Cậu quên cái gì cơ? Vậy là mình lạc thật rồi á. Với sáng chế thứ hai, chúng ta sẽ cần một vài nắp chai nước. Phết keo lên viền nắp để gắn chúng lại với nhau, tạo thành bánh xe cho chiếc mô tô tương lai của chúng ta. Mà nhân tiện cho mình hỏi, các bạn thích xe mô tô hay ô tô hơn? Mình thì thích mấy thể loại xe hơi thể thao biến hình ấy, cũng đáng để mơ ước đấy chứ nhỉ. Kiếm một cuộn băng dính và bọc quanh cả hai bánh xe cho chắc chắn. Không thì chúng sẽ long ra khi đang chạy mất. Mình đã kể cho các bạn nghe cái lần xe ô tô của mình thủng lốp ngay trên đường về nhà chưa nhỉ? Mình đã phải gọi một chiếc xe kéo đến đấy, mà trời còn mưa nữa chứ, nên cuối cùng là mình phải dầm mưa về nhà. Dùng mỏ hàn dùi một lỗ bên hông mỗi bánh xe sao cho đủ lớn để nhét vừa trục của một cái động cơ mà các bạn tháo rời được từ bất kỳ món đồ chơi nào nhé. Khi bạn đã có động cơ rồi thì ta tiến hành xỏ hai bánh xe lên hai trục của nó, ấn thật chặt cho đến khi nghe thấy tiếng click như thế này nhé. Người ta có câu cẩn tắc vui nấy mà, nên là mình sẽ đổ thêm thật nhiều keo siêu dính vào đây để bánh xe không bao giờ bị chật ra được. Thật là hạnh phúc khi được ăn tận hai cái kem để lấy được đôi que kem này. Không biết các bạn thấy sao chứ ở chỗ mình, cái nóng mùa hè bắt đầu quay lại rồi đấy. Phết keo lên động cơ để gắn một trong hai que kem lên và lặp lại với que còn lại như là ở bên dưới nhé. Kiếm thêm một cục pin loại xịn sò đắt đỏ này và phết keo lên bề mặt có diện tích lớn hơn của nó để gắn vào giữa hai que kem. Các bạn nhớ ấn vào cho chắc chắn nhé. Đọc thân chú biến ra thêm hai que kem nữa. Dán chúng lên hai cạnh của cục pin nhưng với góc hơi chéo xuống như thế này nhé. Vậy là chúng ta đã làm xong phần cung chính của chiếc mô tô tên lửa rồi đấy.
chỉ cần vài bước nữa là chúng ta sẽ hoàn thành và có thể gia nhập đường đua được rồi. Nhưng một chiếc mô tô không có hệ thống khởi động thì chẳng khác gì một chiếc xe bao bánh cho trẻ tập đi cả, nên là bắt đầu thôi nào. Danh sách những bộ phận cần có cho hệ thống điện của chúng ta thì các bạn đều biết phải không nào? Nhưng mình vẫn cần liệt kê ra đây cho mấy ai có bộ não khá vàng khỏi quên nhé. Trong lúc đợi làm cái này thì các bạn trò chuyện với mình vài câu nhé. Môn thể thao yêu thích của các bạn là gì? Mình rất thích bắn cung. Dĩ nhiên là môn đó cũng được coi là thể thao rồi. Sỏ sợi dây đỏ nối với nắp pin qua cái lỗ trên một trong hai chân công tắc và xoắn nó lại để không bị rơi ra nhé. Làm tương tự với sợi dây màu đen. Hàn mấy mối nối mà chúng ta vừa làm lại để cố định và cũng để tránh ngắn mạch luôn nhé. Giờ thì gắn nắp lên cục pin và nhét công tắc vào khoảng trống giữa này để hoàn tất mối nối cuối cùng từ sợi dây còn lại với động cơ. Nhỏ một ít keo siêu dính xuống dưới công tắc để giữ nó lại thật chặt và hàn các mối nối trên động cơ lại với nhau. Đấy, căn bản vậy là hệ thống điện của chúng ta đã được hoàn thành rồi đấy. Nhưng mà chưa nghỉ ngơi được đâu, vẫn còn vài bước nữa cơ. Chúng ta sẽ bắt đầu với bánh xe trước nhé. Không có nó thì chiếc mô tô của chúng ta sẽ không bao giờ chạy được đâu. Gắn hai nắp chai lại với nhau, rồi đục một lỗ ở chính giữa. Như thế này. Cái bánh xe này cũng cần được bọc băng dính cho đồng bộ với hai cái trước đó. Có bạn nào biết thay bánh xe không? Sự thật thì mình hơi bị dở món đấy luôn. Để lắp bánh xe cuối cùng, chúng ta sẽ cần xỏ một que gỗ nhỏ qua mấy cái lỗ mà chúng ta vừa đục. Hãy dùng mũi khoan nhỏ nhất của chúng ta để đục vài lỗ trên khung gỗ. Đặt bánh xe vào đây và bằng cách sắp thẳng hàng mấy cái lỗ với nhau, như vậy cái que có thể xuyên qua cả 4 lỗ một cách dễ dàng và bánh xe có thể xoay mượt mà. Chúng ta sẽ cắt bỏ phần thừa ra ở mỗi bên và tiến hành thử nghiệm thôi. Hình như nó không chạy được rồi. Chúng ta sẽ phải thiết kế lại cho bánh xe có thể bám đất tốt hơn và di chuyển về phía trước được nhé. Cắt một miếng xốp nhỏ mỏng thành các miếng nhỏ, phết keo lên rìa, dán chúng lên, mô phỏng theo họa tiết trên bánh xe. Các bạn nhìn xem, lúc xoay tròn trông chúng ngầu trên này. Dùng thêm nhiều miếng xốp nữa để dán chám vào những khoảng trống còn lại, nhưng dùng màu khác cho đẹp nhé. Chỉ cần nhìn mấy cái bánh xe này quay thôi cũng khiến mình tưởng tượng ra bản thân đang lướt trên đường cùng mấy bản nhạc nền heavy metal rồi đấy. Chi tiết cuối cùng để hoàn thiện chiếc mô tô của chúng ta chính là một cặp tay lái, cắt lấy hai đoạn ống hút và dùng một ít băng dính màu đen cuốn băng keo lên một đầu của mỗi đoạn ống hút để trông nó thật ngầu. Chiếc mô tô này làm mình nhớ lại hồi cấp 3, hồi mà mình còn là một tay chơi chỉ đam mê mấy thể loại nhạc giật đùng 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 ấy. Nhưng rồi mình lại khám phá ra Taylor Swift và bài Shake It Off. Kể từ đó gu âm nhạc của mình càng ngày càng ủy mị. Thật là vinh dự cho mình khi được giới thiệu với các bạn chiếc mô tô gỗ thủ công xịn sò và hoàn hảo nhất từng được sản xuất. Mình sẽ đặt tên nó là Pentunia. Nhìn nó chạy kìa, như thể đường này là đường nhà nó xây ấy. Mình còn thêm vài trò nữa cơ, chấm 11 trên 10 điểm luôn. Hát với mình nhá, cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi. Các bạn không biết bài này à? Bài này kinh điển thế cơ mà. Tất cả những gì mình cần bây giờ là một chiếc áo da và vài sợi dây xích bôi bút đen nữa nhìn cho ngầu để che đi tâm hồn mỏng manh bên trong. Thêm vài hình ảnh em ấy đang biểu diễn vài đường để chứng minh cho các bạn thấy rằng không một chiếc xe ba bánh nào sánh ngang được với Pentunia của mình đâu nhá. Mình sẽ chăm sóc cho em ấy như đứa con của mình, tại mình chưa có đứa con nào cả. Mà dù có thì nữa thì cũng thế thôi. Cho lần sáng chế này, ta sẽ cần một chai Coca-Cola cùng với nắp vặn của nó. Nên là bạn hãy chạy ra cửa hàng gần nhất để mua ngay thôi nào. Bạn nói gì cơ? Đương nhiên là có một chai Coca-Cola là điều vô cùng cần thiết rồi chứ. Nhưng mà rõ ràng đó không phải là cái cớ để uống nước ngọt rồi. Hãy ngừng thắc mắc đi và lấy cho mình một cuộn giấy toilet trong phòng tắm. Bởi vì bạn đã biết chúng ta phải lau sạch lượng Coca còn dính trong chai cơ mà. Và một khi chai đã sạch như là phòng bạn, khi mẹ bạn ép bạn phải dọn nó thì hãy tháo nắp chai ra nha. Tháo ra, để giờ bạn khỏi phải phàn nàn thì hãy dùng một dụng cụ tùy thích để bạn có thể tạo một cái lỗ lớn trên nắp chai. Bạn có thể dùng kéo hoặc là mỏ hàn, nhưng mình thì mình sẽ dùng cái này. Lỗ tròn này được đục ra phải đủ lớn để các bạn có thể nhét vừa một cái ống hút ở bước tiếp theo nhé. Các bạn có loại ống hút nào như thế này không? Đây là ống hút kiểu muỗng nhựa. Loại này là tuyệt vời nhất để dùng để uống sữa lắc luôn. Hãy nhìn gần hơn một chút nào. Bây giờ chúng ta cho ống hút vào lỗ tròn mà ta đã tạo để phần muỗng có thể lòi ra ngoài. Đấy, các bạn làm như mình đấy.
cố định cả hai đầu với thật nhiều keo nến nhé, để chúng không thể nhúc nhích được nữa. Sau khi đã cố định xong, chúng ta sẽ cắt bỏ phần muỗng đi vì chúng ta không cần nó đâu. Và tiến hành đóng nắp lại y như cũ. Mình sẽ cho các bạn một gợi ý nữa. Thứ mà chúng ta vừa làm sẽ là một lỗ thoát cho một số hạt tròn nhỏ. Giờ thì hãy tạo một lỗ nhỏ ở vị trí mình đã chỉ ra với một vật nhọn. Bạn có thể dùng kéo hoặc là mỏ han. Lỗ tròn này đương nhiên là phải đủ lớn để nhét vừa một ống nhựa ở bước tiếp theo. Chúng ta sẽ sử dụng ống nhựa trong để làm ống áp lực. Các bạn thấy loại ống này có quen không? Trong rất nhiều các phát minh khác của mình đã sử dụng nó rồi đấy. Ống này đơn giản, mua ở tiệm tạp hóa nào cũng có. Cắt một đoạn không quá ngắn và cũng chẳng quá dài. Và chúng ta sẽ tiến hành nối nó lại với chai Coca-Cola mà ta đã làm hồi nãy. Các bạn hãy gắn ống nhựa vào sâu khoảng 1-2cm bên trong chai nhé. Khi đã xong thì cố định ống nhựa lại với một chút keo nến. Mà thật ra thì có lẽ là nhiều keo nến hơn một chút. Đương nhiên là để nó khỏi bị bung ra khi chúng ta tiến hành sử dụng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cần một bình xịt như kiểu bình xịt sơn, bình xịt khử mùi, bình xịt tóc hay bất kỳ cái bình xịt khí nén nào đấy. Đầu tiên thì mình sẽ lấy bình xịt khử mùi này, nhưng trước hết mình sẽ dùng một chút trên người của mình, phòng khi mình phải chạy ra ngoài với phát minh này. Nhưng mà nghĩ lại thì mình sẽ dùng bình khí nén này để tiết kiệm chai xịt khử mùi. Gắn phần ống nhựa với phần vòi của bình nén. Lấy thêm một ống tiêm và lấy phần ống, gỡ phần còn lại ra như thế này. Sau đó, chúng ta cho phần keo nến vào đáy. Các bạn hãy dán phần này vào chai nhựa để làm tay cầm cho máy bắn hơi của chúng ta. Tiếp theo, các bạn hãy tháo phần nắp ra và kiếm cho mình một số loại đạn nhựa như thế này. Mình vẫn còn nhớ rõ lần đầu mình bị bắt nạt ở trường tiểu học với mấy viên đạn kiểu này và bị bắn vào đầu, khá là đau. Với những hạt đạn nhỏ này, bạn hãy đổ gần đầy vào chai này nhé. Đây thật sự là những hạt đạn nhỏ mà có vỏ đấy. Nếu các bạn gỡ phần nắp ra và đổ vào thì nó sẽ nhanh hơn. Tiếc là một lúc sau mình mới nhận ra điều này. Khi chai đã gần đầy thì đóng nắp lại. Gần hoàn thành rồi. Máy bắn dùng hơi của chúng ta đã sẵn sàng để bảo vệ bạn trong những tình huống gay go nhất. Để chứng minh thì hãy bắn đổ tháp ly nhựa này nhé. Chúng chẳng trụ nổi được 5 giây nữa. Máy bắn này thật là mạnh. Hãy nhìn xem những viên đạn được bắn ra nhanh chưa kìa. Chúng mình thận trọng yêu cầu các bạn không chĩa máy này vào bất kỳ sinh vật sống và cửa sổ của hàng xóm nào nhé. Cả những ống khoai tây chiên này cũng không trụ được lâu. Phát minh này là mình muốn tổ chức một buổi bắn đạn sơn thật sự vạn mình đấy. Ai muốn tham gia nào? Sau video này thì mình phải dọn lại cả căn phòng mất, quả là một mớ hỗn độn. Và đó là tất cả những sáng chế cho ngày hôm nay. Hãy xem qua kênh Giáo sư Sáng chế nếu các bạn muốn tìm hiểu cách tạo ra những phát minh đơn giản và tuyệt vời. Ngoài ra đây là hai video về những phát minh còn tuyệt vời nữa. Các bạn nhớ bấm đăng ký, subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng mình trong video hướng dẫn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.